Có một cái bà cụ kia 70 tuổi thì bà cứ nằng nặc đòi ly dị chồng cho bằng được sau 45 năm chung sống. Thì khi ra tòa thì tòa mới hỏi tại sao bà lại muốn ly dị chồng trong khi là ông bà đã quá già rồi. Thì bà ấy trả lời là tại vì chồng tôi xúc phạm tôi. Ông ấy dám nói là con hà mã yêu thương của anh ơi. Thì tòa rất là ngạc nhiên. Tại sao hai ông bà già lắm rồi mà còn dành cho nhau những cái từ ngữ nó rất là lãng mạn như thế? Thì tòa mới hỏi thêm là ông ấy nói từ bao giờ? Thì bà ấy trả lời là tôi không nhớ, khoảng 42, 43 năm rồi. Thì tòa hỏi, thế thì tại sao giờ bà mới đòi ly hôn? Thì bà mới nói là, tại vì tuần trước thằng cháu tôi, nó đưa tôi đi công viên, thì tôi mới biết cái mặt mũi con hà mã nó như thế nào. Dạ. Tức là bà lão cảm thấy là mình bị lừa trong suốt 40 mấy năm phải không anh Lê Cường? Dạ thưa quý vị, vậy thì Ngọc Trúc cũng xin có một cái câu chuyện cười nhỏ nhỏ đây thôi để tiếp nối cái câu chuyện của anh Lê Cường gửi đến cho quý vị cùng nghe. Thì có một cặp vợ chồng nọ, họ mới trong một cái buổi cơm tối thôi thì mới ngồi nói chuyện với nhau. Và thưa quý vị, trong lúc hai vợ chồng dùng bữa với nhau thì cũng có uống một chút rượu. Thì trong lúc ngà ngà say thì anh chồng mới tự nhiên lại thú nhận với vợ mình. Thế mới nói thế này, em yêu à, anh cũng có cái chuyện này là anh muốn thú thật với em, là anh cảm thấy là vô cùng có lỗi với em. Bởi vì là mỗi lần mà anh hôn em ấy, thì anh chỉ nghĩ đến những người phụ nữ khác thôi. Thì bà vợ bà mới nghe như vậy á, bà mới giận điên lên, bà mới thét cho ông chồng một cái. Xong bà mới nói là sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh có biết là mỗi lần mà tôi hôn người đàn ông khác á, tôi chỉ nghĩ đến anh thôi không? Nhận hết sức. Thưa quý vị, đàn bà ghê quá. Nói đến vợ chồng thì tôi lại có cái câu chuyện này muốn kể cho quý vị nghe. Đó là có một cái đôi vợ chồng kia, thì cô vợ cô ấy rất là chua ngoa đanh đá, rất là hay chửi chồng. Thì có một hôm thì ông chồng ông không chịu được nữa, thì ông mới quát lên là bà vừa phải thôi, bà nói xem tôi là chồng bà hay là con bà. Thì bà vợ bà ấy thủng thẳng, bà ấy trả lời một câu là đứa nào bú tao thì là con tao hết. Thì ngay lúc đó thì cô ô xin cô đi vừa đi trên lầu xuống, thì cô cũng nói một câu là bà chủ ơi, thế thì ông chủ cũng là con của con rồi bà ạ. Câu chuyện như thế này, cái làng bên cạnh làng tôi, làng ấy còn nghèo hơn làng tôi nữa, hơn nửa làng là ăn khoai. Thì có cái ông kia là nhà ông ấy thuộc dạng ăn khoai bền vững. Hàng ngày ông ấy thường ra đình làng ông đánh cờ tướng. Thì cứ đến bữa thì thằng con trai nó mới chạy ra, nó mời bố ơi, mời bố về ăn khoai. Thì có một hôm ông cảm thấy xấu hổ, thấy ngượng với những người bạn ngồi chơi chung, ngồi nhìn ông ấy. Thì ông về ông dặn thằng con trai là con ơi, từ mai trở đi con ra mời bố về là mời bố về ăn cơm, chứ đừng có mời bố về ăn khoai. Người ta biết nhà mình nghèo, người ta coi thường. Thì thằng con nó vâng lời. Ngày hôm sau nó ra nó nói bố ơi, mời bố về ăn cơm. Thì ông bố ông mừng lắm, ông vui lắm, mặt ông hiu hiu tự đắc. Ông bảo ừ, mày về trước đi, ta đánh nốt ván này rồi ta về. Thì thằng con nó vừa đi được mấy bước thì nó quay lại nó bảo à bố ơi, về ăn nhanh chứ không mấy đứa nó lựa hết những củ lớn. Có cái ông kia, ông đi may đồ, ông mang cái tấm vải ra ngoài tiệm may, gặp cô thợ may. Thì sau khi cô này cô đo đạc,
đo trước, đo sau, đo dài, đo ngắn, đo mông, đo đùi xong, thì cô mới nói một câu như thế này: ăn cặc ngặng hay cặc dài? Cặc ngặng thì được 2 cái, mà cặc dài thì được 1 cái. Thì nghe cô này cô nói vậy, ông kia ông há hốc mồm, rồi ông đỏ mặt một lúc, rồi ông mới nói: của tôi ngắn. Nhưng mà sao cô bạo thế? Thú thật với cô là lâu lắm rồi bà nhà tôi cũng không làm ăn gì được. Thì cô này nghe nói vậy cô mới bảo: bảo cái đâu anh á, tôi hỏi anh cặc ngặng hay cặc dai? Cặc, cặc cái quân tê, chứ không phải tôi hỏi cái tế của anh mô. Thì ra là cô này cô người Huế. Cô hỏi anh cắt ngắn hay cắt dài? Cắt ngắn thì được 2 cái, mà cắt dài thì được 1 cái. Mà ông kia thì ông cứ tưởng là hỏi súng đạn của ông ấy. Có 5 ông hành khách đi máy bay của 5 nước, thì trong đó có một ông người Mỹ, một ông người Anh, một ông người Pháp, một ông người Nhật và một ông người Việt Nam. Thì máy bay đang bay qua Đại Tây Dương thì nhận được thông báo của phi công là do máy bay chở hàng quá nặng nên yêu cầu mỗi nước phải thả bớt một ít hàng xuống. Thì thằng Mỹ xung phong thả 5 cái vali xuống. Thì thằng Pháp mới hỏi: mày thả cái gì đấy? Thằng Mỹ trả lời: đô la, mấy thứ này nước tao đầy. Đến lượt thằng Anh thả 6 cái vali. Thằng Pháp cũng hỏi như thế. Thì thằng Anh nói: vàng đó, mấy thứ này nước tao đầy. Tới lượt thằng Pháp thả 8 cái vali. Thì thằng Nhật mới hỏi: mày thả cái gì đó? Thằng Pháp nói: kim cương đó mà, mấy thứ này nước tao đầy. Thì thằng Việt Nam nãy giờ ngồi chứng kiến liền phi dậy đạp 3 thằng rớt xuống biển. Thằng Nhật hoảng quá hỏi: tại sao mày lại đạp 3 thằng nó xuống? Thì thằng Việt Nam mới trả lời: mấy thằng xào quần này nước tao đầy. Thì ông Diêm Vương ở dưới địa ngục, một hôm ông triệu tập tất cả những người đàn ông mà hồi xưa còn sống ở trần gian phạm tội ngoại tình. Thì ông ngồi ở trên một cái ghế cao, ông đóng 3 cái cọc, cọc thứ nhất, cọc thứ hai, cọc thứ ba. Thì ông nói là thằng nào hồi xưa còn sống mà tán vợ ông hàng xóm thì đứng cọc thứ nhất, thằng nào dê vợ bạn thì đứng cọc thứ hai, thằng nào lấy cô em vợ thì đứng cọc thứ ba. Thì sau khi nói xong thì tất cả những đàn ông lục đục xếp hàng hết, còn lòi ra một thằng. Thì ông Diêm Vương ông giận quá, ông bảo: ê thằng kia, tại sao mày không xếp hàng? Không lẽ tao bắt nhầm mày à? Thì chàng trai này mới nói: dạ bẩm Diêm Vương, hồi còn sống con lỡ chót dại tán vợ thằng hàng xóm, rồi con dê vợ thằng bạn, và con lấy luôn cô em vợ, nên thành ra bây giờ con không biết xếp hàng nào. Thì ông Diêm Vương ông mới nói: à, trường hợp của mày thì không cần phải xếp hàng, mày lên đây ngồi chung với tao.